Hi, welcome back to my show. Starts gonna go. Okay, what are you gonna do then? Let go.
Let's go. Grand Theft Auto Vice City. Dammit, was ready? I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Give me an ID. Mình sẽ đi đến điểm N. Let's go. Don't damage the goods. Get some
I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. This is the place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Let's go around the back and use the service door. So there he is, huh? I got you a nice little place. Okay, let's go. This is it, Tony. Home sweet home. What? What, you?
take me to my place. Apartments cost money, Tony. Oh, now it's like that? Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Gross. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Hey, old Reese still run the barbershop? Like a raggedy-ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I let that old fool in my head. Yeah, I think I'd get cut up. Whatever. You got 5 minutes, I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay. Thanks, homie. Yeah, don't mention it. Come on, CJ, take a seat. What are you after, Carl? Tell Big Smoke he needs a cut. Sit yourself down, CJ. You got a style in mind? Looking like a player now, dog. Okay. Say hi to your brother for me. Shit, I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this, then I'm gonna take care of business. Everything's well stacked, sir. We stack 'em high, sir. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me. This pizza parlor's no pushover. What you waiting for, fool? Take us back to the Grove, motherfucker. Ah!
drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti, too. Sleep well, buddy, assassin. Okay, let go. Là cái bè lót này lâu mình sẽ thoát ra vào lại xem như thế nào. Let go. Thì các bạn sẽ phải cày tiền để update nên 1M25. Vậy cho nên các bạn sẽ phải cày. Sau đó thì khi đủ tiền các bạn đã update lên rồi. Còn anh Trang thì cầm là tóc đỏ. Đây rồi. Okay, và tiếp theo. Oh my God. Tiếp tục nhảy ở đây. Cái này thì nhảy tránh cái này chắc là vậy. Cái giữa là chết này. Đi bên hông này. Thẳng tiếp. Chết. Đi bên hông này và cà sang bên này đi. Oh my God, ở giữa. Vậy thì lại đi sang đây. Oh man. Thẳng. Ok. Tiếp tục các bạn sẽ nhảy ở đây.
Oh my god. Oh, okay. Bare det rigtigt her. Traffic reader. Let go. Okay. Ở đây thì các bạn sẽ phải giữ cho chú nhện này. Đây rồi, nhảy luôn. Mình sẽ phải vào đây ủi. Ok.
kiếm một cái hộp. Lúc đó các bạn mới chạy nhảy sang kia. Oh my god. Đây là một tựa game chơi khá hay và cũng khá là khó các bạn nhé. Nếu các bạn không từ từ thì các bạn sẽ phải đi đi lại lại luôn. Ok. Ui nào. My God. Đi luôn. Wow. Fast Night, và đây là một trong những tựa game khá hay và hot trong những tháng vừa qua. Điều tựa game này thì nó loát hơi chậm một chút nhá, hoặc có thể là đăng nhập được vào, hoặc cũng có thể là không, bởi vì đôi lúc nó còn dò dây đường truyền mạng từ trên, nên đôi lúc đăng nhập rất là khó. Và mình sẽ để một lúc nữa xem có đăng nhập được không. Let's go. Có thể không đăng nhập được rồi. À đây rồi. Ok. Khá lâu.
Oh my god. Oh my god. Wow, không thể chạy thoát được. Oh my god.